Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 4 tháng 7 mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội bất ngờ kiểm tra quán karaoke MTV Luxury ở thành phố Rạch Giá, phát hiện 132 người dương tính với ma túy. Bài viết phát hiện 132 người dương tính với ma túy tại quán karaoke được đăng tải trên plo.vn đã nhận về nhiều bình luận từ phía bạn đọc như Công an hay quá, tóm gọn hết. Bên cạnh đó có nhiều bình luận khác như Đúng rồi, bắt hết những thành phần này đi. Dạo này thấy ma túy nhiều quá. Riết rồi, giới trẻ giờ sống vội quá. Sáng ngày 4 tháng 7, Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết vừa xảy ra một vụ trộm xe máy. Khi kẻ trộm chạy xe khỏi hiện trường gần 700m đã tông vào một xe máy của người đi đường. Tên trộm bị chấn thương nặng. Bài viết thanh niên bị thương nặng sau khi trộm xe máy rồi bỏ chạy được đăng tải trên fanpage của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều lượt chia sẻ và ý kiến từ phía bạn đọc như nhân quả đến rất nhanh. Còn có nhiều ý kiến khác như tên trộm bị vậy rồi xử thế nào nhỉ? Pháp luật chưa trừng trị đã bị trời phạt rồi. Ở hiền thì mới gặp lành được. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.